yêu cầu em xuất trình giấy tờ cho anh kiểm tra. Bây giờ em phải xem được cái máy bắn như thế nào. Anh nói rõ với em luôn là anh em không em không máy. Em không thể xem trên điện thoại được. Em cứ xem đấy là quyền của em. Vâng. Em không chấp hành là anh sẽ giữ xe. Còn anh đang bắn trên thiết bị nghiệp vụ, em có quyền về đơn vị xem kể cả máy. Sau này em có đơn thư. Anh là Vũ Văn Thành đúng không? Anh là Vũ Đình Thành. Vũ Đình Thành. Rồi rồi. Ok. Được. Yeah. Còn bây giờ anh Hoàng yêu cầu em là lần thứ hai. Vâng. Anh yêu cầu em xuất trình giấy tờ cho anh kiểm tra. Mà lý do nào kiểm tra anh? Lý do là em đang chạy quá tốc độ. Chạy quá tốc độ nhưng mà chạy chỗ nào quá tốc độ mới được chứ? Quá tốc độ cách đây khoảng 500m. Số điểm của xe tải trong tay anh kia. Dạ. Anh yêu cầu em xuất trình giấy tờ. Anh đã giải thích cho em rất nhiều lần rồi. Em không chấp hành là bọn anh sẽ thực hiện những pha lợi giữ xe. Em đồng ý chưa? Vâng. Giờ em chưa thấy máy, em chưa thấy cái gì là chứng minh cái lỗi với em cả. Anh đã giải thích cho em rồi. Là máy tốc độ anh đã cho em xem hình ảnh điện thoại. Ừ, có điện thoại. Xem điện thoại thì ai cái điện thoại ai chẳng có. Xem bằng máy. Được chưa? Còn tất cả cái hình ảnh bọn anh sẽ kẹp vào biên bản, em đến xử lý nhìn có hình ảnh. Được không? Em có quyền đơn thư khiếu nại thoải mái. Vâng. Đấy là quyền của em. Chắc chắn việc của em là được, bây giờ là phải chấp hành. Nhưng mà không em chấp hành thì anh sẽ có biện pháp. Nhưng mà thế nào là không chấp hành? Bây giờ em phải giờ em mới biết cái lỗi. Em yêu cầu em xuất trình giấy tờ. Để làm gì anh? Để anh lập biên bản chứ còn làm gì nữa hả em? À, thì bây giờ em phải chứng minh lỗi của em mới. À, thôi em đã cho em không chấp hành là việc của cá nhân của em nhé. Chấp hình ảnh nhưng mà em cũng đã thấy hình ảnh nó chuẩn đâu. Thế bây giờ điện thoại ai chả làm được? Không có ai làm được cái đó cả. Được em mà. Em có hình ảnh mà em kẹp vào biên bản cho em. Có máy xác minh cho em. Ok. Còn em có quyền chấp hành mà em không chấp hành. Nhưng chấp hành anh lập biên bản giữ xe thì đấy không nói nữa. Ok chưa? Còn anh đã nói cho em rất là nhẹ nhàng từ đầu đến cuối rồi. Còn anh yêu cầu em xuất trình cái rồi anh kiểm tra. Còn em càng làm như thế này em sẽ càng khó cho em. Vâng, em biết rồi. Em đang vội lắm. Giấy tờ đầy đủ mà. Cho anh kiểm tra giấy phép lái xe của em mà. Đây. Đấy nhá, anh kiểm tra giấy phép lái xe của em này. Bằng lái xe máy em cất cho anh này. Cứ bỏ ra anh lấy đi. Cứ bỏ tay bỏ tay cho anh lấy đi. Anh gửi em. Thế là bọn anh không chứng minh lỗi và anh là biên bản đúng không? Rồi, cứ lập thôi. Ừ thì anh cứ lập mà, anh đã nói là anh cho em xem bằng hình ảnh bằng điện thoại rồi, sau này lên đơn vị người ta có kẹp bằng ảnh cho em mà. Vâng ạ. Em thực đâu? Tế là em giờ chưa thấy cái chứng minh là cái lỗi gì em là cứ lập biên bản luôn. Anh gửi em giấy tờ nhá, anh cứ lại đăng ký bằng lái, lát anh sẽ trả lại đăng ký cho em. Em đi luôn đi, anh cứ để đấy nào lấy em lấy xong được. Hôm nay em phục phí đúng không? À, anh làm nên là vội lắm rồi, em vội mà. Một là em ở đây ký anh ra biên bản cho em, còn nếu em đi thì bọn anh vẫn lập biên bản. Vâng, anh lập biên bản sao em lên lấy sao? Anh ở đội nào nhỉ? Anh ở đội cảnh sát giao thông số 7 không ạ? Vâng vâng, hôm nào bên đội đấy em đang phải lên làm đơn mà. Anh lập cái anh lên em đi không? Cô ăn được bảy. Tôi chứng minh lỗi. Lỗi trên điện thoại nhá.